Jinsu cá cơm Biển Đông mới. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Hải Đăng nó chỉ định anh Thư sẽ là MC thứ hai. Đó cũng là điều kiện để nó ký hợp đồng đó. Cô ta không đi thì thằng Đăng phải đi. Cô đã rất khó rời xa cô ấy. Cô yên tâm đi. Con nói con có ý định phát triển Tinh Hoa Daily ở Thái thành một chuỗi. Tính toán lại chuyện ấy thử xem. Anh Thư rồi Kiều My đều gọi mình tới đây. Chắc chắn là có tuần hay rồi. Chị anh Thư không giống như mọi người đã nghĩ đâu ạ. Chị Thư đã tới thăm và chia sẻ công thức đặc biệt của chị trong chuỗi nhà hàng. Nên tôi mong khán giả đừng chỉ trích chị Thư là kẻ ăn cắp nữa. Đúng là không thể coi thường được. Chị ơi, đừng tin, chị ơi. Chị đừng tin đi, ngoài kia còn nhiều phóng viên lắm. Im đi. Còn đàn bà thủ đoạn, dám lừa mình tới hai lần, rồi còn dám lợi dụng mình để tẩy trắng nữa. Chắc đang chửi bới tôi là kẻ thủ đoạn chứ gì. Đó là hậu quả của việc dám coi thường tôi đó. Chị Thư, khán giả đã tha thứ cho chị rồi đó. Chị cảm ơn em nha. Em chỉ nói sự thật thôi. Nếu để họ hiểu lầm chị như vậy thì thật là bất công quá. Để chị mời em đi ăn ha. Chị Thư, chị có thời gian chưa? Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Cho chị hẹn em hôm khác nha. Dạ được ạ. Chị cứ lo công chuyện của chị trước đi ạ. Đợi tôi một chút, tôi thay đồ rồi mình phỏng vấn nha. Nhanh lắm. Không sao mà. Kiều My, chị ở đã. Kiều My. Cô có vẻ vui quá nhỉ? Để tôi nói cho cô biết. Đừng quên chương trình này tên là Vào Bếp Cùng Kiều My. Đúng như lời đồn, hai MC bằng mặt mà không bằng lòng, đúng không? Showbiz mà, như cô Minh Châu cũng biết. Đã là celeb thì ai cũng có cái tôi cá nhân. Nhưng mà như vậy
thì mới tạo nên màu sắc cá tính của một ngôi sao. Tôi không nghĩ vậy đâu. Sự thật là Kiều My không hài lòng gì tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không vì vậy mà phá hỏng tinh thần chương trình Vào Bếp Cùng Kiều My. Tôi muốn khán giả thưởng thức chương trình một cách trọn vẹn và hữu ích nhất. Cho nên mặc dù bây giờ Kiều My chưa chấp nhận tôi, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin là đến một lúc nào đó, Kiều My sẽ phải thừa nhận năng lực của tôi. Và chị cũng vậy. Ồ, gỏi củ hũ dừa tôm thịt hả con? Dạ. Ngon quá ha. Đây, mẹ ăn thử một miếng xem coi con nêm nếm có vừa miệng không. Củ hũ dừa tôm thịt nêm nếm nước mắm vừa, ngon miệng lắm con ạ. Mà nay dịp gì mà tự nhiên chị hai vô trong bếp đích thân làm món gỏi vậy? Hôm nay chắc chắn con gái yêu của mẹ vui lắm, bởi vì thằng Khoa đã đồng ý cái con nhỏ nữ hoàng chốc đầu đó rồi đúng không? Mẹ, mẹ đừng có nói bé Hoàng Yến như vậy. Sắp tới á, Hoàng Yến sẽ trở thành thành viên của gia đình mình. Và tới lúc đó thì chướng ngại vật của Đăng Khoa sẽ biến mất. Chướng ngại vật hả? Ý gì hai nói thằng Đăng hả? Nó nhỏ thôi. Anh Hải đã hứa với chị á, là sẽ điều nó đi chi nhánh ở Thái Lan. Khổ thân thằng bé. Đúng là mất cha thì ăn cơm với cá, mất mẹ thì lót lá. Mà lá gì ấy nhở? Ừ, lá gì kệ nó mẹ ơi. Sao Trúc Mai tới giờ này chưa về nữa ta? Tối nay chị hai học bên trường nghề mà má. Đang buồn tình, tâm lý ở đâu mà học chứ. Má nghĩ có khi là nó chui vô một góc nào đó rồi ngồi khóc rồi cũng nên. Con làm đi, má đi kiếm. Chị Tâm, đi đâu vậy? Tâm lý chút đi. Chị phải để cho con Mai nó có thời gian nó tĩnh tâm chứ. Tôi từng như nó cho nên tôi hiểu. Thời điểm này, ở một mình là tốt nhất. Mà cả nhà ơi, Sơn thấy ngộ lắm nha. Cái nhà này của mình từ xưa tới giờ á, rau hoài đâu có ai thèm mua đâu. Tự nhiên đùng một cái có người lại đặt cọc rồi còn đòi lấy nhà liền nữa. Mà cái hôm mà chú Tám á, thông báo cho nhà mình dọn đi á, là đúng cái hôm mà Mai với Lê Khoa đi chơi biển á. Sao mà trùng hợp với người ta? Rồi chưa kể á, cái hôm mà hai người đó chia tay nha, là con thấy cái người mua họ không muốn mua nữa. Cho nên là con đang suy đoán là không biết cái vụ này có liên quan tới nhà của ông Khoa không. Tại vì kiểu như là họ ép buộc Mai chia tay với con trai nhà họ. Trời ơi, anh nói sao mày dốc giá kéo nổi cục cục nè. Anh làm như chị hai em là nữ chính phim truyền hình dài tập vậy. Đúng rồi đó, không có chuyện đó đâu. Ai mà nở lòng nào lấy chỗ ở người khác ra mà đùa giỡn cho được. Với lại tiền cọc là cả trăm triệu, chứ có phải ít ỏi gì đâu mà bỏ ngang không vậy được. Không đúng đâu chị Tâm. Đối với nhà giàu, số tiền cọc đó giống như con bò rụng một cọng lông á chị. Chú nói đúng mà. Con thấy nhà ông Khoa giàu lắm. Bữa đi xe hơi nữa mà. À, chú Tám. Chú Tám cho con hỏi thăm xíu nha. Chú có thông tin của người mà đặt cọc nhà không chú? Hả? Chủ nhà bỏ cọc 300 triệu. Dạ đúng rồi đó, cho nên là anh Mạnh mới thấy lạ. Anh đi hỏi người mua nhà rồi đó chị. Sao anh lại làm như vậy? Em cũng đâu có biết đâu, cho nên là bây giờ em mới đi hỏi chị nè. Mà chị, hình như là anh Mạnh anh nghi nhà anh Khoa có dính vô chuyện này, cho nên là anh mới đi tìm hỏi cho ra lẽ đó. Vậy anh đã tìm được chưa?
em cũng không biết nữa. Mà anh đi lâu lắm rồi nha chị. Ờ, chị biết rồi. Lam, địa chỉ ở đâu vậy Lam? À, cảm ơn em. Chú chở con tới chỗ này được không? Ờ, được chứ. Lên xe đi. Dạ. Đợi em xíu nha. Ê, trời ơi, đã nói là đợi xíu rồi mà. Thiệt tình luôn á. Ông con trai gì đâu mà đô yếu quá rồi vậy. Nhìn gì? Bộ chưa thấy người say bao giờ hả? Đằng Khoa, Mạnh hả? Sao lại đây vậy? Ôi, anh làm gì vậy? Thằng khốn nạn này, sao nói mày sao? Nếu mà còn làm mày khóc, tao sẽ không tha cho mày mà. Hả? Ê, anh bị điên hả? Sao dám đánh người? Em, cái đồ điên này. Anh dám đánh chồng tương lai của tôi hả? Hôm nay tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chồng tương lai của cô hả? Chung đệ của anh. Tuần tới là tụi tôi làm lễ đính hôn với nhau đó. Anh Mạnh, em nghe hết rồi đúng không? Thằng khốn nạn này nó mới chia tay em chưa được bao lâu đã tính tới chuyện cưới người khác, em biết chưa? Thằng này chỉ đang đùa giỡn với em thôi. Anh Mạnh, thôi đi. Tới giờ mà em vẫn lo lắng cho nó được hả? Nó không xứng với em đâu. Em tỉnh táo lại đi Mai. Chuyện người khác để cho người khác xử lý, mình không cần xen vô. Không cần phải nổi nóng với một người xa lạ đâu anh. Chú Mai, anh Khoa, có bị sao không vậy? Có bị thương chỗ nào không hả? Anh ổn không? Mai, em giận anh hả? Mấy thằng như vậy á phải bị đánh mới chừa. Hên cho em là chia tay sớm mới đau khổ á. Mai, 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Vào đi. Dạ, đây là buổi ghi hình đầu tiên do công ty mình tài trợ. Nhanh vậy à? Dạ, chị Mai Phương gửi bản dựng rap cho anh xem trước. Buổi ghi hình có thành công không? Dạ, thành công ngoài mong đợi. Có thông tin rất có lợi cho công ty của mình.
Nếu như anh không có ý kiến gì thì sẽ được phát sóng vào tuần này ạ. Được rồi, tôi sẽ xem ngay. Dạ. Không ai có thể giành được hào quang của Kiều My đâu. Chúc mừng chị đã có một cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Chị có nhớ trong lần phỏng vấn đầu tiên ở Tinh Hoa Đài Liên, tôi có nói chị sinh ra là để làm MC đó. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Chị đừng có khiêm tốn, tin tôi đi. Tôi đảm bảo cái ngày ghi hình ngày hôm nay mà phát sóng lên á, chị sẽ vụt sáng và được chú ý nhiều lắm. Cả ekip đều cá cược điều này mà. Nếu thành công, tôi sẽ không quên cô đâu. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ hỏi chị một câu hỏi cuối cùng, hy vọng là chị sẽ thật lòng ha. Tôi nghe nói là giám đốc Hải Đăng của Tinh Hoa F&B có tình cảm với chị đúng không? Sao cô lại hỏi như vậy? Đây là tin đồn vô căn cứ. Tôi và anh Hải Đăng chỉ là sếp và nhân viên cũ thôi. Nếu như chỉ là mối quan hệ công việc với nhau thì tại sao anh Hải Đăng lại tài trợ cho show với điều kiện là chỉ thị chị phải là MC thứ hai? Điều này cũng có lợi cho Tinh Hoa F&B mà. Tôi chỉ muốn khẳng định một điều là tôi không trơ trẽn đến mức đi quen người đàn ông đã có gia đình như vậy. Nhưng mà tại sao chị không tận dụng cơ hội này để đánh bóng tên tuổi của mình? Đây là cách đảm bảo thành công của nghề này đó. Thật ra trước đây á, Kiều My cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng mà sau khi lấy được đại gia rồi thì cô ta mới một bước lên ngôi sao. Cô khác, tôi khác. Anh Hải Đăng đã có vợ rồi. Tôi không hám danh đến mức đánh mất nhân cách của mình như vậy. Nếu cô hỏi xong rồi, tôi xin phép đi trước. Vợ của anh Hải Đăng là một ẩn số. Cô nói vậy là ý gì? Không phải chính cô đã từng viết 10 năm trước anh Hải Đăng đã từng cưới vợ ở Sinh rồi sao? Và bây giờ vợ của anh vẫn còn đang du học. Chị Anh Thư nè, tôi hy vọng là những gì mà tôi sắp sửa nói ra sẽ giúp cho chị nhanh chóng giành được thành công của mình. Nhưng mà tôi cũng mong là sau này có điều gì đó hay ho, giống như là ngày hôm nay á, thì chị sẽ gọi điện cho tôi, được không? Được. Thực ra tất cả những thông tin về vợ của anh Hải Đăng cũng như đám cưới của anh Hải Đăng á, là do Tinh Hoa Group cung cấp cho tôi. Tôi chỉ xào xáo lại thôi. Nhưng mà có điều quan trọng á, là 10 năm nay tôi chưa bao giờ thấy vợ của anh Hải Đăng xuất hiện bên cạnh anh ta. Đến cả khi mà tôi đến nhà của chủ tịch Quang Hải để phỏng vấn á, thì cũng không ai nhắc đến cô ta hết. Có khi nào vì lý do đặc biệt nào đó mà cô ấy không tiện xuất hiện thì sao? Thì bởi vậy tôi mới nói vợ của anh Hải Đăng là một ẩn số. Bây giờ chị cứ nghiên cứu về vấn đề này đi ha. Nếu mà có cần hỗ trợ gì đó, chị cứ gọi điện cho tôi. Cảm ơn chị về buổi phỏng vấn ngày hôm nay nha. Tôi xin phép. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau chào đón vị khách mời đặc biệt chị Anh Thư. Anh Thư xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào Kiều My. Cảm ơn Kiều My đã nhiệt tình giới thiệu nha. Nhưng tôi muốn đính chính lại với quý vị khán giả. Tôi xuất hiện ở đây với tư cách là MC thứ hai của Talk Show ạ.
10 năm nay tôi chưa bao giờ thấy vợ của anh Hải Đăng xuất hiện bên cạnh anh ta. Có khi nào vì lý do đặc biệt nào đó mà cô ấy không tiện xuất hiện thì sao? Thì bởi vậy tôi mới nói vợ của anh Hải Đăng là một ẩn số. Để tôi nói cho anh hiểu, tôi chỉ coi anh là cấp trên của tôi thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn. Tại sao lại không thể đi xa hơn? Một người đã có vợ thì không nên nói ra những lời này đâu. Tôi xin phép. Vậy nếu tôi còn độc thân thì không sao đúng không? Những chuyện cô biết chưa chắc đã là sự thật. Vào đi. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao công ty giải trí của chị lại lớn mạnh như vậy. Hôm nay cô rất là giỏi. Cú đáp trả rất là ngoạn mục. Tất cả là nhờ chị đó. Tôi không ngờ át chủ bài của cô lại là Trúc Mai. Nhờ chị đã dạy tôi, muốn thành công thì phải vứt bỏ lương tâm. Lại là có chuyện gì à? Chứ tôi không tin là cô đến đây mời tôi cà phê một cách đơn thuần như vậy. Chuyện là tôi muốn hỏi ý kiến của chị. Anh Hải Đăng đang muốn hẹn hò với tôi mà tôi vẫn chưa trả lời ảnh. Rồi sao nữa? Cách đây 10 năm, anh đã từng làm đám cưới ở bên Sinh. Nhưng mà bây giờ lại nói là độc thân. Tôi không biết là có nên tin ảnh hay không nữa. Tôi không muốn là người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Tôi bây giờ giống như là đang đi trên một sợi dây thăng bằng. Chỉ cần sơ suất là sẽ rớt xuống mãi mãi. Tôi không muốn làm khán giả mất niềm tin lần nữa. Hôm nay cô làm tốt lắm. Tôi sẽ tặng cho cô một món quà. Cách đây 10 năm, đám cưới của Hải Đăng không có cô dâu. Phải nói chính xác hơn là giờ cuối cô dâu không đến. Chủ tịch Quang Hải đã ém chuyện này xuống. Không phải anh chống lưng cho tôi là muốn tôi làm người tình của anh sao? Xin lỗi nha, tôi không thích làm người tình của anh. Sòng phẳng với nhau đi, đừng có làm bộ làm tịch với nhau nữa. Sao cô có thể mỉa mai sự chân thành của tôi đến như vậy nhỉ? Tất cả là lỗi của tôi. Xin mọi người đừng vì ghét bỏ tôi mà tẩy chay hệ thống nhà hàng Tinh Hoa Deli. Tinh Hoa Deli hoàn toàn vô can trong chuyện này.
Alo. Alo, tôi Anh Thư đây ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, tôi gọi để cảm ơn anh. Nhờ có anh mà buổi ghi hình diễn ra rất thành công. Alo, anh có đang nghe không ạ? Cô nói đi, tôi vẫn đang nghe. Dạ, tôi muốn mời anh đi ăn. Hay là mình ra ngoài uống nước? Để cảm ơn được không ạ? Nếu anh bận quá thì tôi tới công ty cũng được. Không cần đâu. Hình như là cô quên cuộc gọi cuối cùng của tôi rồi. Để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Tôi không muốn liên lạc với cô nữa. Thế nhá. Điên rồi. Mày điên rồi Anh Thư ơi. Tại sao mày lại làm như vậy chứ? Ôi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Anh Thư, anh em về trước à? Ừ. Anh này, lần sau không cần phải đưa cho tôi đâu. Xa mặt cách lòng. Hồi trước con nói con có ý định phát triển Tinh Hoa Daily ở Thái thành một chuỗi. Tính toán lại chuyện ấy thử xem. Cho dù chị lại hiểu lầm, nhưng mà lần này Thư sai rồi. Ăn đi, để có sức mà sửa sai. Chắc Thư không còn cơ hội nữa rồi. Thư à, Thư yêu Hải Đăng thật sự phải không? Anh là một người sếp tốt, một cộng sự hoàn hảo. Và chỉ vậy thôi. Trong công việc Thư là người khá mạo hiểm, nhưng mà trong tình cảm Thư an toàn quá. Điều đó có gì không tốt? Cả Thư và Vinh đều từng bị tổn thương. Bảo vệ mình có gì là sai chứ? Điều đó không sai, nhưng mà nó sẽ khiến Thư khó tìm được hạnh phúc thật sự. Hết tháng này Vinh sẽ sang quán. Vinh sẽ trở về Pháp tái hợp với người đó. Tại sao? Người đó đã quay lưng với Vinh mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà Vinh yêu người đó. Khi biết người đó đang gặp khó khăn và tai nạn, Vinh chỉ muốn bỏ tất cả để quay lại. Bỏ hết như vậy có đáng không? Đáng chứ. Vinh muốn tìm lại hạnh phúc mà Vinh và người đó đã từng có. Thư cũng nên tìm một người để có thể dựa vào. Một người mà có thể mang lại hạnh phúc cho Thư đó. Thư không cần. Thư nghĩ là mình vẫn ổn khi không có người đó. Công nhận sự cố gắng của mình là một điều đúng đắn. Nhưng mà phủ nhận lại sự giúp đỡ của người khác thì không nên. Bởi vì không có họ thì Thư sẽ không có ngày hôm nay. Hải Đăng là một người mà Thư đáng trân trọng. Hãy cứ cố gắng lên. Anh ta sẽ đáp lại. Vinh tin vậy. Thôi, ăn đi.
Tất cả là lỗi của tôi. Xin mọi người đừng vì ghét bỏ tôi mà tẩy chay hệ thống nhà hàng Tinh Hoa Deli. Tinh Hoa Deli hoàn toàn vô can trong chuyện này. Thư đừng có khắc nghiệt cái bản thân mình quá. Khi nào mà cảm thấy mệt mỏi, muốn dựa vào ai đó thì hãy dựa vào nghe chưa? Cảm ơn Vinh nha. Cảm ơn cái gì? Bạn bè với nhau mà. Thư phải hạnh phúc đó. Đừng có bỏ lỡ Hải Đăng. Anh ta cũng là người tốt mà. Được rồi, Thư biết rồi. Vinh về đi. Ngủ ngon nha. Bye. Mời vào ạ. Dì ạ. Đăng, dì nghe nói là con sắp đi Thái Lan làm việc hả? Vâng. Đợi lễ đính hôn của em Khoa xong, con sẽ đi ạ. Thôi, cứ coi như sang bên đó để đổi gió. Nói thật là lần đầu gặp anh Thư á, dì cũng không thích cô một chút xíu nào hết. Dì chỉ sợ cô ta lại làm tổn thương con lần nữa. Những người như cô ta chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi. Con nên tránh xa cổ ra. Dì đừng lo. Con cứ đi Thái Lan làm việc cho tốt đi. Khi nào về á, dì sẽ tìm cho con một cô dâu thật tốt. Dạ thôi. Có lẽ con không có duyên với phụ nữ. Nói tầm bậy không à. Không có được bi quan như vậy nghe chưa. Thôi xong rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng. Dạ vâng, con xuống ngay ạ. Đây là đá pha lê với lại cỏ may mắn đó. Dùng để thu hút tình yêu đó anh hai. Chúc anh hai mau sớm tìm được chị hai nha. Tôi đã mua nó với hy vọng sẽ có gì đó khác. Người ta nói rằng trang sức sẽ đem lại may mắn cho phụ nữ. Tôi mong rằng cô sẽ có mối nhân duyên khác tốt hơn. Có người tặng bông cho cô nè. Vậy là nổi tiếng rồi ha. Cảm ơn chị. Mà cô nè, cô có ý định mướn trợ lý hay là quản lý gì không? Cái người mà giữ giùm tiền cát xê cho cô á. Tôi mà dính tới ba cái vụ tiền bạc, tụi tôi nhanh gọn lẹ dữ lắm.
mướn tôi đi. Hiện tại tôi chưa có nhu cầu. À, không sao. Bây giờ mình chưa có nhu cầu, cái mình suy nghĩ đi. Chừng nào mình có nhu cầu, cái alo tôi nha. Mong đẹp. Alo, Thư nghe. MC nổi tiếng nhận được hoa của fan hâm mộ chưa? Là của Vinh hả? Sao vậy? Thất vọng hả? Nếu là người khác thì chắc vui hơn phải không? Đâu có đâu. Vinh giỡn thôi. Vinh đã coi show rồi. Thư xuất sắc lắm. Chúc mừng Thư. Vậy hả? Cảm ơn Vinh nha. À, trước khi đi, mình gặp nhau nha. Ok. Bye Vinh. Đúng rồi. Chính là như vậy. Đây chính là cách để mình xoay chuyển tình thế. Alo, có phải là Sắp Hoa HAT không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Tôi muốn đặt một số hoa để gửi đi. Tên người nhận là... Khi nào chị chuyển khoản, em sẽ cho gửi hoa đi. Dạ cảm ơn chị. Ghi vào sổ 5 giỏ hoa mến yêu, 5 bó hoa tình đơn phương, gửi tới tập đoàn Tinh Hoa. Hoa ở đâu thế này? À, dạ vừa được gửi tới. Ai gửi cơ? À, anh Thư. Anh Thư? Cô đang bận lắm hả? Nghe nói là có mấy công ty định ký độc quyền với cô. À, đúng là không có gì giấu được chị. Nhưng mà chị đừng lo. Tôi vẫn chưa quên lời hứa là sẽ luôn ưu tiên cho các show của bên chị mà. À, chị đã thuyết phục Kiều My đồng ý cho tôi làm MC thứ hai chính thức chưa vậy? Tôi đang thương lượng với cổ đây. Chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng gì chấp nhận đâu. Tất nhiên rồi. Bởi vì chương trình này do cô ấy gầy dựng từ những ngày đầu tiên. Dễ gì mà cô ấy nhường cái hào quang đó lại cho cô. Chị có từng nghĩ cô ta xứng đáng với hào quang đó không? Xứng đáng chứ. Bởi vì cô ấy là một MC rất hot. Talk show của cổ lọt vào top trending đó. Thôi được rồi, chị cứ nói chuyện lại với Kiều My đi. Nhưng mà tôi chỉ mong là chị đừng quên. Talk show vào bếp cùng Kiều My gần đây tăng rating là nhờ tôi đó. Biết chấp lấy cơ hội là kỹ năng tốt. Nhưng mà nôn nóng quá thì cũng là điểm yếu đó. Dễ bị hư chuyện lắm. Thời buổi bây giờ ai cũng biết, đi tắt thì sẽ đón đầu mà. Cô nghe điện thoại đi. Alo, tôi nghe đây. Sao cô lại gửi hoa cho tôi? Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ. Không có lý do gì mà tôi phải nhận hoa của anh. Và tôi cũng không muốn bị hiểu lầm. Cho nên tôi mới gửi trả lại hết đó. Cô nói cái gì hay vậy? Tôi gửi hoa cho cô để làm cái gì? Bây giờ tôi đang bận họp với chị Mai Phương. Anh đừng làm phiền tôi về những chuyện này nữa nha. Cô... Alo. Thuê bao quý khách dự
gọi, không liên lạc. Có chuyện gì sao? Lại cãi nhau với nhà tài trợ à? Anh đang theo đuổi tôi, ngày nào cũng gửi hoa tặng cho tôi, thật là phiền hết sức. Cô không hứng thú với Hải Đăng sao? Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Vậy tại sao cô lại hỏi tôi là anh ấy còn độc thân không? Bây giờ cô đang có tất cả à? Không đâu, cô đang không có chỗ dựa. Được khán giả yêu mến mình là một lợi thế, nhưng không được lòng nhà tài trợ thì khó mà có cơ hội để xuất hiện trên truyền hình. Tôi nghĩ là tại sao cô không tìm một cách nào đó bảo đảm chắc chắn hơn. Tôi không thích như vậy. Tôi muốn tự đi trên đôi chân của mình. Chị cứ nói chuyện lại với Kiều My đi. Nếu cô ta không đồng ý thì tôi sẽ nhận show của công ty khác. Nè, tôi không thích những kẻ qua cầu rút ván đâu. Cô chờ tin nha. Mới đó mà đã lộ nanh rồi. Cũng được đó. Nhất là người khác nghi ngờ mình. Đừng bao giờ liên lạc với tôi vì những việc như thế này. Chị chịu hết nổi rồi. Cái con nhỏ đó, nó cứ như là cái gai ở trong mắt chị vậy. Chẳng lẽ tại nhà mình nghèo cho nên mặc kệ nhà thầu hòa ức hiếp hả? Vào đập tiền mua nhà để ép con Mai chia tay thằng công tử đó. Có thương gì vừa hết chứ. Ủa nghèo không có quyền được yêu à? Sao em có thể làm việc ở đây sau khi đã biết hết tất cả mọi chuyện chứ? Có thể anh sẽ nghĩ em là một đứa đạo đức giả, nhưng mà em không phải là một đứa lợi dụng bạn trai của mình để có được một công việc ổn định. Tôi còn sợ lắm, tôi không dám ở một mình đâu. Xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng VO.